Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Cù Lao Tràm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn. Giọng đọc: Trọng Hiếu. Gặp năm trà ở Hà Nội hay lời nói đầu. Khoảng cuối tháng 8 hay tháng 9 gì đó năm 1980, làm xong các công việc ở Hà Nội, tôi tính chuyện quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng sớm tôi đến phòng bán vé máy bay ở câu lạc bộ thống nhất cũ góc gặp nhau giữa đường hàng trống và đường lê thái tổ tình hình vé các tuyến bay quãng thời gian này hơi căng nên phòng vé chưa đến giờ làm việc đã khá đông người tuy nhiên không ai phải chen chúc cũng không ồn ào tất cả đều tuân theo trật tự xếp hàng bằng giấy đi đường lúc đặt được tấm vé khứ hồi cùng giấy tờ vào ô cửa đăng ký, quay ra những hàng ghế tựa bằng gỗ thanh dành cho hành khách ngồi đợi, cảm thấy có người đang nhìn mình. Tôi hướng mắt về dãy ghế cuối cùng và nhận ra chị Ba Trang, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban tuyên huấn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh H, miền Tây Nam Bộ. Ngồi cạnh Ba Trang là một phụ nữ khoảng 35, 36 người mảnh dẻ, khuôn mặt trái xoan, thông minh một cách kín đáo. Có vẻ quen quen. Cả hai cùng nhìn tôi, mắt họ nheo cười như chờ tôi nhận ra. Sao lại được gặp các chị ở đây nhỉ? Tôi vui vẻ bước lại phía họ. Bà Trang thuộc lứa hơn tôi vài tuổi, tức là khoảng bốn chục gì đó, là người sâu sắc, tính tình hóm hỉnh. Chị dịch chỗ Nhường tôi ngồi xuống cạnh Vừa ngoảnh sang người bạn gái Vừa hỏi tôi Anh có nhận ra ai không? Tôi hơi ngượng Quả thật là Là, là quên chứ gì Bà Trang nói đùa Trong khi cô bạn kính đáo giật cánh tay áo chị Làm người ta xém chết vì tai nạn xuống máy Mà quên được tôi phục anh thiệt đó tôi vỗ đầu sực nhớ năm trà trời ạ à, chị tha lỗi cho em nhé chí nhớ tôi tội thế đấy chỉ ngờ ngợ mà không sao nhớ ra bởi vì cũng lâu quá rồi còn gì hình như chị hơi gầy hơn trước ốm quá chứ còn hơi gì nữa bà chầm bím đàn ông họ ngày một mập lên, còn phụ nữ chúng tôi chỉ ốm đi, thiệt là bất công. Hồi đầu năm 1976, tôi và hai anh bạn đồng nghiệp, một ở Báo Nhân dân, một ở Xí nghiệp Phim truyện Việt Nam, theo yêu cầu của một nhà xuất bản, cùng đi thâm nhập thực tế ở đồng bằng sông cửu long để mỗi người sẽ viết được cái gì đó xứng đáng về người phụ nữ nam bộ trong kháng chiến hoặc hòa bình đó là những ngày đầu sau khi miền nam hoàn toàn giải phóng ở tỉnh nào chúng tôi cũng được đón tiếp và giúp đỡ rất nhiệt tình tại tỉnh h hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cử hẳn chị ba trang cùng làm việc và hướng dẫn chúng tôi đi khắp các huyện xã trong tỉnh, theo ý hội, là các trọng điểm điển hình nhiều mặt. Vào một ngày Chủ nhật, chồng Ba Trang là sĩ quan quân đội đóng ở biên giới Campuchia về. Chị cáo lỗi, giới thiệu năm trà đưa chúng tôi đi. Năm trà khi đó vừa đúng 30 tuổi, thon thả, khỏe mạnh, tươi tắn, không già sâu trong vẻ trầm lặng như bây giờ. Trà là cán bộ ban tuyên huấn của bà Trang, đang trong hoàn cảnh chờ để lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học nông nghiệp. Lẽ ra, Trà không phải tham gia công tác. Chị đã từng có thời học đại học Văn khoa Sài Gòn, rất mê văn học, đọc nhiều, nhớ nhiều, hiểu khá sâu và cũng thích chúng tôi. Lúc đó được gọi là các nhà văn cách mạng. Nên chị Xuân Phong vừa làm hướng dẫn vừa đi chơi với chúng tôi một chuyến thay bà Trang. Chồng năm trà là bộ đội thuộc quân đoàn 4 đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi được biết chị đã có con gái 12 tuổi, tức là 18 tuổi đã sinh. Chẳng thiếu gì các cô gái của chúng ta làm mẹ sớm như thế và hơn thế. Nhưng bà Trang đã kể cho chúng tôi về năm trà như một anh hùng. Trà tham gia cách mạng từ 13-14 tuổi, sau đó hoạt động biệt động rồi binh vận nhiều năm ở thành phố Cần Thơ và Sài Gòn. Trà lăn lộn khắp nơi, khi nằm vùng, khi cơ động, bị nguy hiểm săn lùng thường xuyên cùng với những chiến công cụ thể. Điều kỳ lạ, suốt gần hai chục năm sống trong lòng địch, chỉ không một lần bị bắt. Hôm đó, năm trà dùng xuồng cô le bốn Loại xuồng gắn máy nhỏ, chở chúng tôi đi thăm một xã Cù Lao giữa dòng sông Tiền. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi trên xuồng, giữa cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập. Dòng sông đầy ấp nước, nắng buổi sớm chan hòa, nổi bật dãy phố xá khấp khẩn kéo dài dọc hai bên bờ. Cái đẹp mênh mang quện trong cái lạ cuốn hút của sông nước thị xã miền Nam này xâm lấn ồ ạt khiến tôi rạo rực, sống sang đến hầm hở. Chiếc xuồng đuôi tôm quả thật lãng mạn. Trong tay điều khiển của Nam Trà, nó cứ như bay lướt trong huyền thoại. Trước đây, tôi chỉ được biết nó như một phương tiện quả cảm, thần kỳ của du kích trên các vùng chiến trường sông rạch chằng chịt, trong các truyện ngắn, tiểu thuyết, phim ảnh của các nhà văn, nhà quay phim giải phóng nhìn năm trà ngồi ở đuôi xuồng, bộ đồ bà ba lũ đen may vừa gọn thân hình thanh lẳng, nón tay bèo chụp chớm vần trán để xòa hai mái tóc xuống bờ vai, quai vải nhỏ buông lỏng qua cầm. Đôi mắt đẹp mở to như hờ hững, một tay vịnh lỏng thành xuồng, tay kia hơi thả về phía sau nắm nhẹ cần lái, làm chủ tốc độ và hướng đi của con xuồng một cách thanh thản dễ dãi đến mức tôi cũng thấy ngứa ngáy chân tay ham được thử chút để ghi thêm vào chuyến đi một kỷ niệm đậm đà có gì khó đâu nhỉ trước khi viết văn từng có nhiều năm trong nghề ô tô tôi liên hệ rất tự tin chắc chắn lái xuồng không thể khó hơn lái xe hơi được xuồng chỉ cần cần lái chỉnh qua chỉnh lại tốc độ phụ thuộc vào ga trong khi xe hơi nào côn, nào số, nào phanh, vân vân. Mà xe hơi mình đã vào vào bậc thầy rồi. Nhưng lúc vui vẻ, tôi liền ngỏ lời năm trà cho lái thử. Nè, coi bộ dễ mà khó lắm nghe anh ba. Năm trà đồng ý nhưng cũng cảnh giác tôi. Chị cứ hướng dẫn qua là tôi lái được. Lúc đầu chưa quen, tôi chạy chậm chậm cũng được chứ gì hai anh bạn tôi thích thú đồng tình vì một lẽ đơn giản tôi đọc rất rõ trong mắt họ nếu tôi ngon lành tất nhiên sẽ đến lượt họ ghi tiếp kỷ niệm vào nhật ký thực tế của mình năm trà cho xuồng chạy chậm hướng dẫn tôi mấy động tác cơ bản đại để phải giữ cần lái thế nào cho quạt nước chìm vừa đủ với sức đẩy và tầm nâng của mũi xuồng ga nên ở mức phải hạn chế tốc độ. Vì đoạn sông trong thị xã nhiều tàu, ghe qua lại, vượt, tránh, cần đi rất cẩn thận. Điều quan trọng nhất, muốn quẹo trái, nhớ kéo cần lái về bên phải và ngược lại. Quá dễ, cũng như lùi xa hơi chứ gì. Tôi tiếp thu rất thông thái, rồi hớn hở đổi chỗ với năm trà. Sau một phút bồi hồi, thận trọng Tôi bắt đầu làm chủ con xuồng và cho phép mình vừa điều khiển, vừa đưa mắt ngắm cảnh hai bên bờ. Đồng thời cao hứng trò chuyện với mọi người. Nếu quen thuộc, để đỡ mỏi tay, có thể dùng chân điều khiển cũng được quá đi chứ. Tôi tăng dần tốc độ, con xuồng đúng là bay trong khúc ca hùng tráng. Tôi vượt được một chiếc ghe rồi lại lượn kéo qua đầu một chiếc khác. Vừa lúc đó, hai chiếc tàu vận tải cỡ lớn cùng đi ngược chiều. Chiếc nọ đang vượt chiếc kia, bỗng lù lù ngay phía trước, lớn gần hết bề ngang mặt sông. Những luồng sóng lớn do hai anh khổng lồ gây ra dập dềnh muốn hất ngược con xuồng nhỏ bé như lá tre của chúng tôi. Năm trà ngồi cách tôi chừng một sải vội nhắc. Nép vô bờ, nép vô bờ. Trời xu thế nào tôi luống cuốn làm ngược hết mọi động tác trước đó đã thuộc lòng. Lẽ ra, để rẽ phải, nép vào bờ, phải đẩy cần lái về bên trái, đồng thời giảm ga. Tôi lại tăng vọt ga, kéo cần về bên phải. Trong chớp mắt, con xuồng đúng như mũi tên bay vút vào anh tàu vận tải gần mình. Trên tàu cũng như trên bờ, nhiều tiếng la thất thanh, tai nạn chỉ còn trong gang tấc năm trà nhanh như cắt nhoài đến bên tôi giật cần lái theo chiều ngược lại con xuồng lập tức chồm lật trở ra và phải thoát thật nhanh mũi tàu lớn đã tràn sát tới thuận đà ga nó cứ thế lao thẳng vào bờ khoảng tích tắc ngắn ngủi còn lại tôi không còn biết năm trà làm thêm động tác gì hay có kịp làm thêm động tác nào không khi nghe trà hét nằm hết xuống Chúng tôi nghe theo như cái máy. Con xuồng đã tuốt lút đâm sâu vào gầm một ngôi nhà đầy những cột chống kế bến, lật ướp cả bốn xuống bùng nhão. Lúc nâng được xuồng thoát ra, người nào người nấy bùng nước sủng từ đầu đến chân. Chỉ hở đúng đôi mắt còn nguyên những nét kinh hoàng đầy đủ cho phần kỷ niệm đầm đà của chuyến đi thực tế vừa cười vừa khóc được sự nhanh trí và dũng cảm của trà đã hạn chế tai nạn đến mức tối đa. Nếu xuồng đâm vào mũi tàu vận tải hoặc một cột bê tông chống nhà, không biết hôm nay tôi có còn trên đời để viết những dòng này hay không. Rất may, con xuồng không bị hư hỏng. Ba nhà văn cách mạng bị một trận hú vía, nhưng cũng như con xuồng. Riêng năm trà bị dập đồ gối, máu chảy khá nhiều cánh tay bị cháy một vệt dài có lẽ chạm vào ống xả chúng tôi phải đưa ngay trà vào bệnh viện chuyến đi đành bỏ dở thời gian hai tháng còn lại tiếp tục đi các nơi ở tỉnh h khi quay về thị xã để về sài gòn chúng tôi gặp trà một lần nữa vào lúc chị ra viện chuyện cũ được nhắc lại để cười hòa với nhau từ đó đến nay đã gần năm năm trôi qua Chị Nam học rồi, vẫn về tỉnh hội chứ. Tôi thân mật trò chuyện với Nam. So với chị Ba Trang, chị già đi nhanh hơn đấy. Chắc không phải từ vụ tai nạn xuống máy chứ. Đó là kỷ niệm vừa buồn cười vừa xấu hổ, nên cái sĩ diện của tôi nó cố quên chị đi đấy. Đôi mắt đen thẳm của trà hơi nhướng lên. Tôi cũng quên lâu rồi, nhưng khi anh bước vô phòng này, chị bà Trang kêu tôi nhìn anh, lòng ngưỡng mộ các nhà văn, nó bắt tôi phải nhớ lại. Bà Trang hồn nhiên cười chảy cả nước mắt. Tôi không ngờ gặp các chị ở đây đâu nhé." Tôi nói xuề xòa. "Tôi ở ngoài này lâu rồi." Bà Trang kể. "Tôi đang học ở trường Nguyễn Ái Quốc." được hai năm rồi. Hơn hai năm nữa mới hết khóa, còn năm trà. Tôi đố anh biết nó ra đây làm gì á. Không chờ tôi trả lời, Trang đã nói tiếp. Nó không còn ở tỉnh hội nữa, sau đợt gặp các anh. Nó đi thành phố Hồ Chí Minh học khoa kinh tế trường đại học nông nghiệp. Nhưng gặp chuyện không may, cuối năm thứ ba phải bỏ ngang đi chữa bệnh, rồi dịa xã công tác luôn. Gần hai năm nay, nó làm bí thư chi bộ đảng xã Tân Phú, còn gọi là cù lao tràm quê nó. Được ở gần má với con gái nhưng xa chồng. Sáu tháng qua, nó đi suốt từ Nam ra Bắc để tìm hiểu tình hình hợp tác quá. Nó dám bỏ tiền riêng, đi một mình. Anh nghe có ngán không? Tôi thắc mắc hỏi trà sao tỉnh và huyện không tổ chức hành một đoàn nhỉ tôi thích đi một mình để được nhìn tận mắt sờ tận tay mọi cái thật hay dở ở các nơi đi tập thể chỉ ào ào hình thức nói chung chỉ để tuyên truyền và xã giao thôi bà trang giữ tay trà trong tay mình nó tới thăm tôi ở trường tôi mới biết nó ra hai chị em ở với nhau một tuần đi chơi khắp Hà Nội. Bây giờ tôi đưa nó ra đây mua vé máy bay vô trọng. Tôi hỏi trà. Chị đi được bao nhiêu hợp tác xã? 24. Trà trả lời. Nơi lâu nhất là một tháng, có nơi chỉ có ba ngày. Có thu hoạch được gì lớn không? Có chứ, rất nhiều. Trà đáp đầy mãn nguyện. Cuộc dấn thân một mình một ngựa rong rủi ngàn dặm đất nước của năm trà. Một phụ nữ mảnh mai, hơi âm thầm một chút, đã toát ra sự quả cảm kiên định, giàu chất lãng mạn, quyến rũ, khiến cái máu nhà nghề thích khai thác trong tôi nóng xốn sang. Chị kể cho tôi nghe toàn bộ chuyến đi của chị được không? Tôi nói trong sự phấn khích. Hoặc hẹn gặp ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tôi sẽ về xã chị. Năm trà mỉm cười chưa kịp đáp, bà Tràng đã nửa đùa nửa thật. Đừng có kể, kể nghe không, anh phải trả thù lao. Còn để giết, anh vẫn còn nợ chúng tôi nhiều lắm đó nha. Tôi hiểu bà Trang có ý nhắc tới chuyến đi nhiều nợ nần của tôi và hai bạn đồng nghiệp năm 1976 về tỉnh dị. Hồi đó, để tạo điều kiện thuận lợi tìm hiểu thực tế, Hội Phụ Nữ Tỉnh đã dành rất nhiều thời gian và phương tiện cho chúng tôi đi khắp nơi trong tỉnh. Tiếp xúc từ các đồng chí bí thư, chủ tịch tỉnh đến các ông già, bà mẹ liệt sĩ, các cô du kích dũng sĩ ở nhiều xã, ấp khác nhau. Nghe nói chúng tôi là nhà văn, bà con đa số hiểu công việc của chúng tôi như các ký giả, ở đâu cũng đón tiếp rất nồng nhiệt, chân tình. Phải nghĩ việc ruộng đất, phải thức thâu đêm, phải bỏ cái chuyện hệ trọng như lễ cưới hỏi mà chay, dành thời gian kể chuyện kháng chiến, chuyện làng xã cho chúng tôi nghe cũng không ai tiếc. Họ thật thà gửi gắm hy vọng chúng tôi sẽ thay họ viết được thành chữ về vùng đất với những cuộc đời của họ trải qua gần nửa thế kỷ chiến tranh mọi còn mất của các thế hệ đến hôm nay vẫn sánh lại trong máu đỏ tình người ở đây những dấu vết đa thương bi hùng vẫn nóng ấm trong hơi thở của cuộc sống và đất trời tôi đã nghe nhiều câu chuyện tôi đã gặp nhiều cuộc đời nhiều lần chảy nước mắt. Ở đây, nhìn những nét mặt chằn chịt vết nhăn đau khổ của các ông già, bà má sống cô độc vì mất hết người thân. Những đứa trẻ đến tuổi đi học ngơ ngác giữa thanh bình. Những mái nhà tranh nghèo xác sơ, siêu vẹo lọt thỏm giữa những vùng xanh trụ phú, vừa buông xuôi cho thiên nhiên. Tôi hiểu, còn lâu lắm con người ở đây mới quên được chiến tranh một cuộc chiến đến cả đất cũng mặn như máu, thì ngọt ngào hòa bình đâu dễ sớm êm đềm. Nhưng dù sao vẫn là hòa bình. Sức chịu đựng phi thường căng thẳng suốt mấy đời người đang từ từ trùng lại. Có thể ngủ một giấc thật sâu, có thể ăn một bữa thật ngon, có thể hể hả ca hát và nhậu một trận tàn đêm nhưng tất cả vẫn phải bắt đầu cuộc sống bằng một tập quán khác. Tập quán là hoàn toàn với những chuỗi năm từng trải trong hận thù của tiếng súng và chủ nghĩa xã hội làn gió trinh nguyên. ở đây chưa ai nghĩ chính nó vừa là lý tưởng vừa bắt đầu cuộc đấu tranh mới phức tạp, gian khổ không kém thời gian đã qua. Trở về thành phố Hồ Chí Minh, tôi viết ngay để cương một cuốn sách có bối cảnh xã hội vừa đúng thời điểm con người hòa bình thuận túy và con người chủ nghĩa xã hội đang đối diện nhau, gửi cho nhà xuất bản tổ chức chuyến đi thực tế. Thật không may, vị giám đốc ký hợp đồng với chúng tôi đã chuyển qua công tác khác thay bằng vị phó lên. Vị này muốn chứng tỏ đường lối của mình tài giỏi hơn vị trước, liền thay đổi hoàn toàn quan điểm đầu tư với các tác giả. Mọi hợp đồng cũ đều bị xóa bỏ. Thực ra, việc viết tác phẩm không nhất thiết phải theo đơn đặt hàng và lệ thuộc vào biến động nhân sự của nhà xuất bản. Nhà này không in, đưa nhà khác. Nhưng, đó cũng là cớ hợp lý để tôi không phải chịu trách nhiệm với hội phụ nữ tỉnh hát, che giấu lý do quan trọng nằm ở phía khác. Đó là sự thiếu vốn sống, thiếu kiến thức, những năng lượng cần thiết mạnh hơn cảm xúc để hoàn thành tác phẩm. Ham muốn dù rất mãnh liệt, mỗi khi tôi cầm bút bắt đầu là đủ thứ gượng ép, mỏi mệt kéo đến. Trong khi những đề tài hợp với sở trường hơn, mọi chuẩn bị đã ở độ chín mùi, tôi có thể viết ngay. Món nợ với hội phụ nữ tỉnh hát đành xếp lại ở tình trạng không biết bao giờ trả và cũng nhờ đó bà trang thỉnh thoảng có dịp lên thành phố hồ chí minh họp hay học lại ghé qua tôi ban đầu để nhắc về cuốn sách chị quá tin chúng tôi nên đã quả quyết với tỉnh ủy thế nào cũng có sách mỗi khi xin xe xin xuồng đưa chúng tôi đi sau lâu dần thành bè bạn chị chỉ đến chơi trò chuyện, không đã động thúc giục gì nữa. Tôi cũng làm như quên luôn. Gặp ba Trang, từ lúc chị còn son rỗi, nay đã hai con. Đứa lớn đã đi mẫu giáo, mà mình vẫn thay ngán tác phẩm trong tảng lờ, kể cũng là sự vô ý hiếm có. Giờ đây, nghe chị vui miệng nhắc lại, không hẳn là trách móc, tôi vẫn chạnh lòng đến lúc mang món nợ ra đùa tức là chị không hy vọng gì ở tôi nữa tôi lúng túng nín lặng rất may ba trang như không để ý chuyển ngay sang chuyện khác vậy là mấy năm anh không trở lại hát rồi hả các tỉnh khác có dịp vẫn về luôn nhưng riêng hát không còn dịp nào À, à à năm kia. Đúng rồi, năm kia, tôi có về dự khai mạc trại viết văn của tỉnh. Về ba ngày để đọc tham luận, các vị văn nghệ tỉnh nhà lôi kéo đi nhậu tối ngày, không lúc nào rảnh thăm những người quen cũ được. Anh còn nhớ gì hai nhãn không? Bà Trạng hỏi. Hai nhãn nào nhỉ? đầu tôi ù cạc không sao nặn nổi ra người quen nào có cái tên ấy hồi anh gì chỉ làm phó chủ tịch tỉnh kiêm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ á À, xin lỗi tôi nhớ rồi chỉ mất vì bệnh gần năm nay sổ ghi chép trong chuyến đi của tôi còn ghi rất rõ chị hai nhàn Huỳnh Thị Na, 59 tuổi, khuôn mặt tròn, phúc hậu, tóc bạc, người hơi mập, hoạt động trong lòng địch suốt từ năm 1947. Bọn ngụy đặc biệt danh, nhàn đỏ. Chúng treo giải thưởng hàng triệu đồng, gian cài không biết bao nhiêu cạm bẫy vẫn không bắt được chị. Chồng ra bắt tập kết, trở về Nam, hy sinh năm 1972. Hai con trai, và một con gái hy sinh trong thời đánh Mỹ. 30 tháng 4 năm 1975, giữa lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, các sư đoàn quân ngụy tan rã kéo hàng chục vạn tên về các tỉnh miền Tây. Nhiều cơ sở nội thành, nội thị chưa bắt kịp liên lạc với đại quân của ta. Chị Hai Nhạn đã tự động đứng ra thành lập một đại đội, tự trang bị vũ khí, nhân danh lực lượng cách mạng gây áp đảo. Sau đó, tiếp nhận đầu hàng của ngụy quân và ngụy quyền tỉnh hát lập ủy ban cách mạng điều hành mọi tổ chức và trật tự của thị xã hai ngày sau bọn ngụy tỉnh ngộ định tạo phản vừa lúc đại quân tràn vào bà trang lại hỏi anh còn nhớ má sáu nghĩa không Má Sáu nuôi chị Hai Nhạn ở hầm 5 năm trước ngày giải phóng phải không? Từ chị Hai Nhạn, tôi lần lượt nhớ được những người khác. Má cũng mất cuối năm 1978 rồi. Trong sổ ghi chép của tôi cũng có những dòng về bà má này. Má Sáu Nghĩa, tức Nguyễn Thị Lan, 72 tuổi, Nghĩa là tên chồng má liệt sĩ hội chống Pháp. Các con má, bà trai, hai gái đều tham gia cách mạng và hy sinh hết trong hai cuộc kháng chiến. Hầm bí mật nhà má, trong cả hai thời kỳ kháng chiến, đều nuôi giấu nhiều cán bộ các cấp trung ương cục, tỉnh ủy, huyện ủy. đau khổ chồng chất suốt cuộc đời, tóc má không một sợi bạc, hàm răng lúc nào cũng nhai trầu chưa một chiếc rụng giọng nói còn nhiều âm vang. Mặc dù không biết chữ, má nhớ một cách kỳ lạ từng ngày, từng tháng, năm âm lịch, các sự kiện trong ấp, xã, các sự kiện của cuộc đời, chồng và các con. Anh còn nhớ ông Chính đừng cò không? Tôi ngậm ngùi. Ông cũng mất rồi à? ông chính đờn, 67 tuổi, tên thật là Huỳnh Văn Sáng, cơ sở cách mạng từ kháng Pháp. Hồi chính quyền Ngô Đình Diệm trả thù những người kháng chiến cũ, bọn ác ôn tra tấn ông để truy tìm tung tích cán bộ kháng chiến cũ. Chúng đã chọc mù hai mắt khi ông không chịu chào cờ quốc gia và khai báo. Hai con, bốn cháu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ông chuyên chơi đàn cò ở chợ thị xã hễ có dịp là kể chuyện kháng chiến. Một trong những người được ông che giấu, bảo vệ trong thời kỳ đèn tối, hiện là bí thư tỉnh ủy tỉnh M. Họ đều là những người trong số rất nhiều tôi đã gặp và tiếp xúc trong chuyến đi về hát. Tôi đã nghe kể không biết bao nhiêu chuyện mới, cũ, đầy cảm động. Có người kể, hy vọng tôi viết về làng xóm bất khuất của mình có người kể chỉ để tâm tình lưu truyền thêm cho một người những câu chuyện cần phải được sống mãi về cuộc sống và cái chết cũng thiêng liêng như nhau trên mảnh đất đắt hơn cả vàng mười mọi chuyện đến đây đến phòng đợi ở hà nội để mua vé máy bay về thành phố hồ chí minh một buổi sáng đầu thu đã tình cờ như điểm hẹn nơi bắt đầu cuốn sách với đủ mọi điều kiện của sức bật với nhân vật chính cũng đang ở ngay trước mặt tôi năm trà tháng 5 năm 1981 tôi bắt đầu chuyến đi đầu tiên về Tân Phú chuyện xảy ra từ đây đều do năm trà kể Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.